Viêm bàng quang thì lâm sàng viêm đường ở về viêm đường tiểu thì chúng ta có là viêm đường tiểu trên và dưới, viêm bàng quang thì thuộc về viêm đường tiểu dưới. Trong trong lúc thì có rất là nhiều nguyên nhân, mà viêm bàng quang thì là một trong những cái số đó. Thì khi mà có viêm bàng quang thì cái quan trọng khi chúng ta tiếp cận trên lâm sàng của bệnh nhân đó là phải có ba cách ba thứ phải có, đó là bạch cầu dương tính, nitrit và pH trên 7. Ở một cái viêm đường tiểu thì chúng ta có nên quan trọng đến một đến hai yếu tố, đó là pH và bệnh nền. Ví dụ khi mà một bệnh nhân mà đến với mình mà bị viêm bàng quang thì mình sẽ hỏi người ta là những cái nguyên nhân, hỏi để mà đi tìm cái nguyên nhân dẫn đến cái viêm bàng quang đó. Ví dụ như là một sinh viên nữ mà đến với mình, sinh viên nữ 21 tuổi mà đến với mình thì mình sẽ em thử là tại sao. Bởi vì viêm bàng quang thì chỉ có thể xảy ra sau khi mà đã quan hệ tình dục, hoặc là pH bị thay đổi rất là nhiều. Ví dụ như là đi tắm biển, đi đi ví dụ như là đi tắm biển quá từ 4 đến 5 tiếng làm thay đổi pH của âm đạo. Và cái nguyên nhân cái vi khuẩn làm cho bệnh nhân bị viêm bàng quang đó là thường gặp nhất là 80% trên lâm sàng, đó là E. coli. Còn 20% còn lại là do nhiễm trùng, là ba nguyên nhân, đó là ba cái là nhiễm trùng cơ hội, bệnh bội nhiễm. Bệnh viện Khi mà bệnh viện sẽ con Klebsiella, bội nhiễm có thể là Voltus. Proteus. Khi mà mình đã xác định bệnh nhân bị nhiễm trùng tiểu thì mình tiếp cận lâm sàng, tiếp theo mình sẽ làm ngay vào bệnh nhân, đó là PCR mà không cần phải soi tươi hoặc là nhuộm RAM để mình xác định cái family của tại vì 80% trên lâm sàng E. coli thì mình làm ngay PCR để mình xác định ngay cái family của nó là con cái tiếp gì cho cái lần mình làm PCR để cho cái lần tiếp theo, chứ không phải là cho cái lần này khi mà có bị nhiễm lại, hoặc là có một người nào đó trong gia đình bị nhiễm lại nhiễm bị viêm bàng quang. Đó là tóm tắt của em ạ. Ok, tốt lắm. Vậy.